Anh ơi, anh dọn chiếc Accentor này nhìn trẻ trâu quá. Em ngồi trên chiếc Raider của anh dọn, em xấu hổ quá. Đó là những chia sẻ của những bạn nữ khi mà có anh người yêu của mình đam mê đổi những dòng xe đó. Nhưng sẽ có những chiếc xe độ lên, những bạn nữ lại càng cuốn hơn, càng thích hơn nữa và ủng hộ hết mình luôn cho người yêu mình dọn, cho tiền dọn luôn. Giống như là chiếc NH nè, đó, sang trọng đẹp, gái thích. Giống như là Vespa nè, đây. Và chiếc ngày hôm nay cũng là chiếc Huy muốn giới thiệu và được cô người yêu ủng hộ hết mình, thuộc sở hữu của bạn Nhân Huỳnh. Và trên chiếc xe này có rất nhiều món đồ chơi giá trị mà Huy muốn chia sẻ cho anh em, cũng như có những điều đặc biệt. Nếu anh em xem hết video clip này, anh em sẽ phát hiện ra. Không để em chờ lâu nữa, bắt đầu. Theo những chia sẻ cho Huy á, thì cái vơ này á được hoàn chỉnh, và nhưng mà cô người yêu của mình cũng thích thì nó cũng mất đâu đó khoảng 1 năm trời để dọn, là từ tháng 12 năm ngoái cho tới tháng 12 năm nay. Thì sau khi xong thì Nhân cũng nhờ Huy cũng như là ekip Hai Bánh để gửi đến anh em xem để coi coi nó như thế nào. Thì anh em sẽ thấy ha, cái bộ áo này là không phải bộ áo jean nữa, mà bộ áo này đã được sơn lại rồi, sơn lại rồi, và tem cũng được sơn luôn chứ không phải là tem dán đề can. Thì cái chỗ vị trí phía sau này nè, thì Nhân bảo là theo ý tưởng của chiếc Ducati Panigale được dán bộ tem đó với những cái bánh răng cơ khí này, thì Nhân lấy ý tưởng từ đó. Còn ở phía trước đây thì mọi người sẽ thấy là đây là một cái ý tưởng riêng của Nhân, và có chữ NWB. Đây là một cái thương hiệu độ xe nổi tiếng ở bên Nhật Bản, độ mấy chiếc siêu xe đó, rất là nổi tiếng. Và những cái thương hiệu khác đó, những cái tên thương hiệu khác như là NGK nè, rồi phía sau này thì Olin nè, hoặc ở dưới đây nè Motul, rồi MotoGP Racing đó. Và phối làm sao mà nhìn cho nó hài hòa, nó cân đối, và nhìn nó kiểu mà ổi không bị chói quá hay là nhức mắt quá đó, rất đơn giản và đẹp. Và cái chi phí mà sơn hết toàn bộ như thế này thì nó sẽ đâu đó hơn 5 triệu đồng cho bộ áo. Anh em thấy sao, ok không? Và phần đầu là cái chỗ mà Huy thấy là ấn tượng nhất đối với Huy, bởi vì nhiều món giá trị đang nằm trên đây và nó có cái gì đó rất là gọn gàng và nó thẩm mỹ cao. Nó không gọi là quá hầm hố hay là rườm rà khiến mình khó chịu khi mà mình ngắm nó. Cảm giác nó nhẹ nhàng lắm anh em. Đầu tiên là cái chó đèn. Cái chó đèn này đến từ thương hiệu Genioli, thì giá đâu đó là khoảng 5 triệu đồng. Nó được cái là ánh sáng LED, nó tiết kiệm điện, gắn như jean, và nó là một sản phẩm dành cho Vespa. Nó làm cho chiếc Vespa này tăng cái độ ngầu và cái độ thời trang hơn rất là nhiều đó. Và ánh sáng nó sẽ được tăng cường, nó bám đường tốt hơn. Bên trong là hai cái bi cầu nè, và hai cái bi nhỏ dạng như là cái led nằm ngang á, nằm hai bên đó. Tổng cộng là 4 cái đèn nằm trong này. Và cái thương hiệu Genioli á, trên chiếc xe này rất là nhiều, không phải là chỉ có cái đèn pha này không, còn nhiều những cái gì liên quan tới đồ Vespa là hầu như đến từ thương hiệu Genioli. Và chiếc xe này được thực hiện cũng bởi anh Hải Vespa luôn đó. Thì những cái sản phẩm này là đang gắn bên ảnh rồi, để hồi nãy này 5 triệu rồi đúng không, rồi thêm ở phía ngoài này nữa, cái viền này nữa, cái viền này là cái viền carbon fiber và không phải là ốp nha, mà là đổ khuôn ra luôn, thì cái này cũng gần 2 triệu một cái nữa đó. Coi như là cái combo này thôi đã 7 triệu đồng rồi. Còn tới đèn xi nhan á thì cũng đã được làm lại rồi, đến từ thương hiệu HD Code, và thương hiệu này cũng gắn như jean cho dòng xe Vespa, là coi như là trước sau đèn xi nhan, trước đèn xi nhan sau thì nó sẽ hơn 4 triệu đồng. Nó sẽ kiểu là dạng là hình tia sét anh em, nhìn rất là đẹp đó. Rồi, nói về xong hệ thống đèn rồi nha, bây giờ Huy sẽ quay lại cái phần đầu. Thì hai phía là sử dụng cụm thắng đến từ thương hiệu Rambo. Phần tay phải thì sẽ là cụm thắng Rambo RCS phiên bản Corsa-Costa, và Huy đã chia sẻ rất nhiều rồi. Giá của con Rambo bây giờ thì nó cũng tăng rồi anh em, hình như là từ 10 đến 15% á. Cho nên thì giờ mấy tay Rambo RCS Corsa-Costa là tăng hết. Thì cái tay này á, ngoài những cái hiệu năng mà chúng ta đã biết rồi, thì Huy thích một cái là gắn rất là đẹp. Có nghĩa là những cái chi tiết khoét á, nó vừa đủ liếm với cái tay và nó không để cho bị cạ cấn cái chi tiết nào hết. Nó đẹp tới gì nổi vậy đó. Và cái bình dầu này là cái bình dầu khói của Rambo nằm ở ngoài, được đặt
hai kiểu mà nó đối xứng với nhau, rất là dễ thương luôn. Đó, bên phải thì RCS có xe có tay nha, còn bên trái nè là tay RCS nhưng mà đi khúc gãy của Costa Costa, nhìn cho nó đồng bộ với nhau đó. Với lại á, những cái đồ chơi, những cái cùm mà gắn cho cái thằng Vespa này á, thì tất nhiên khi gắn vào á thì cái phần cùm nó sẽ bị ẩn bên dấu, bị giấu bên trong rất là nhiều rồi, khó lộ lắm. Cho nên á thì để mà cho mọi người thấy được cái vẻ đẹp của nó thì chủ yếu là cái khúc gãy như thế nào thôi đó. Cái combo này thì nó cũng ngoài 10 triệu rồi, kèm bình dầu nữa. Và ống dầu thì là ống dầu trong suốt. Rồi, tới cái bộ cùm công tắc thì ở đây tôi thấy cũng sử dụng một bộ cùm công tắc mà rất quen thuộc trên những dòng xe phổ thông. Và cái cùm này là đến từ thương hiệu Lai. Tại sao gọi là Lai? Tại vì nó có LED. Cùm này là hai phía đều có LED hết. Nó giống như những cái cùm trên chiếc Ducati. Đó, có LED. Thì giá của nó sẽ ngoài 1 triệu đồng thôi. Những cái công tắc đều có LED hết. Buổi tối chạy ở ngoài là bao nổi luôn anh em. Rồi, một cái kính gù CGG và cặp gù carbon. Đây là những cái chi tiết mà làm điểm nhấn phía trước cho cái chiếc Vespa này. Còn đối với phía sau này thì chúng ta sẽ có một cái đồng hồ đến từ thương hiệu Ship. Và đây là một cái đồng hồ Coso có giá rất là đắt, thì nó sẽ khoảng 7 triệu đồng, gắn vô zin cho dòng xe Vespa. Bật lên rất là đẹp anh em. Nó sẽ có nhiều màu sắc. Ở đây thì quý thấy chủ xe nó sử dụng màu hồng. Rồi đang bật xi nhan hả? Để quý tắt thôi. Ok, tắt rồi đó. Thì một trên chiếc Vespa zin á thì cái đồng hồ của nó cũng có một cái màn hình cơ và một cái màn hình LCD rồi. Nhưng mà đối với cái đồng hồ này thì có cái gì đó nó ngầu hơn, và cái diện tích của cái đồng hồ LCD á thì nó sẽ rộng hơn để chúng ta dễ dàng quan sát những cái thông số cần thiết. Giống như là giờ nè, nhiệt độ nè, mức tiêu hao nhiên liệu nè, những cái chi tiết là rất ok luôn. Đó. Còn km thì sẽ quan sát nằm ở trên. Rồi, một cây trợ lực. Ha ha, một chiếc xe tay ga gắn cái trợ lực. Và đối với chiếc Vespa này chắc chắn là chỉ có thể gắn là kiển thôi. Còn hiệu năng thì tất nhiên trợ lực anh em đã biết rồi, nó sẽ ổn định tay lái khi chậm tốc độ cao. Nhưng mà đối Huy gắn cái trợ lực thì khá là thừa. Nếu mà để dùng hiệu năng chỉ có thể là mang lại cái độ thẩm mỹ cao thôi. Và cây trợ lực này đến từ thương hiệu Machit. Cái thích của Huy ở cây trợ lực này không phải là về cái giá tiền hay là về cái thương hiệu Machit, mà về cái cách người thợ họ gắn. Không phải sử dụng một cái bản lề mà quá bự, bản lề CNC, mà chỉ sử dụng một cái cây cũng chất liệu nhôm thôi, nhưng mà cây nó dạng ống. Đó, nó vừa đủ nhỏ vừa đủ gọn để cố định cái cây trợ lực này. Rất là hay. Và gắn hoàn chỉnh luôn. Luôn tiền công, tiền khoét. Khoét cũng đẹp lắm anh em. Khoét là kiểu mà khoét xong rồi bọc cái viền cao su bo ở ngoài á, cho không thấy đường khoét. Nhiều người không biết nhìn vào tưởng là CG nó đã có vậy rồi. Và nói chung mọi thứ hoàn thiện là khoảng 10 triệu đồng. Machit thì nó sẽ có 16 nấc ha. Còn thằng Olin thì nó sẽ có 24 nấc tăng chỉnh khác nhau. Nhưng mà Machit thì cảm giác Huy nhìn á, nó có cái gì nó đẳng cấp hơn. Có thể là do cái độ sang trọng với cái kiểu dáng mà ti vàng anh em, nhìn nó đẹp, nó óng ánh. Thì cái phần đầu là vậy đó. Đối với chiếc Vespa không có cái món đồ chơi nào mà rẻ tiền cả. Nãy giờ Huy kể trên đây anh em thấy biết bao nhiêu tiền rồi đó. Đặc biệt là những cái đồ mà đến từ thương hiệu Zenioli rất là đắt đỏ. Tới với dàn chân á thì anh em sẽ thấy là Vespa thường thì họ sẽ độ cái gì nhiều, đó chính là mâm xin xì và cây phuộc. Bởi vì mâm của zin của Vespa, nếu mà mâm zin đó nha, cái cánh của nó quá nhiều, Huy cảm giác là nó rất là rườm rà. Và cái chất liệu mâm nó cũng không có được nét. Cho nên khi mà anh em chơi một chiếc Vespa, họ sẽ độ mâm xin xì là nhiều. Cánh đơn giản đẹp, giống như chiếc xe này nè. Và tổng cộng là nó có 6 cánh kép. Đó. Và phuộc thì sử dụng phuộc Olin có bình dầu, nhìn cho cái gì đó nó hầm hố cứng cáp và nó mang lại hiệu năng nhiều hơn. Và đối với cây phuộc này thì chủ xe cũng rất là tinh tế, khi mà quất một phát một là một cặp luôn, trước và sau. Thì Vespa thì phuộc nó chỉ nằm có một bên thôi anh em. Thì giá của cái cặp phuộc này nha, nếu mà mua ở Đại Hoàng Gia đập hộp luôn thì trước và sau thì nó sẽ hơn 20 triệu đồng. Đó. Có một cái bình dầu ở đây, nhìn nó cứng cáp không? Và đúng như cách gắn á thì cái vỏ chỗ vị trí này nè, nó sẽ không có khoét đâu. Nhưng mà chủ xe muốn thấy được gọi là cái chiều dài của cái lò xo phuộc, cái hành trình á, và cho người ta biết được
cái ti của nó như thế nào, cho nên để lộ hết bằng việc là phải khoét đó, khoét rất là đẹp, vừa đủ thấy cái lò xo cho thấy nhìn nó dài dài hơn, nhìn cái bánh á, cái chiều cao có gì nó cao hơn vậy đó. Thì đây khoét rồi, coi như là 20 mấy triệu cho một cặp tuột. Rồi ở đây thì cái chụp, cái này quy gọi là chụp giò gà đi ha. Chụp giò gà thì đến từ thương hiệu Maru, thì chỉ có một cái là nó chất liệu nhôm zinc si, rồi chụp vào cho nó có độ thẩm mỹ cao hơn thôi, bởi vì zin nó không có độ thẩm mỹ đó. Chụp vào coi như là cái này là thêm 1 triệu mấy nè, cái chụp của Maru này. Rồi đĩa, cái đĩa này thì là đĩa của Genuli. Đĩa này nếu mà đĩa đồ chơi á thì nó cũng gần cả 1 triệu rồi, còn nếu mà đĩa đúng chính hãng của Genuli luôn thì nó sẽ tầm đâu đó khoảng 3 triệu mấy một cái đĩa. Và con heo dầu là cái mà cũng giá trị nhất ở phần bánh trước này. Con heo Rambo 4 bit. Và đây là mẫu heo Bilet. Giá của nó Huy nghĩ bây giờ nó sẽ tầm đâu đó 14 đến 15 triệu đồng một con. Và để gắn được thì phải chạy một cái bá xin si, và dây dầu sẽ là dây heo và bấm đầu ơn. Đó, anh em nhìn thấy cái combo như thế nào. Đây là một cái combo hoàn cảnh, bởi vì nó quá trời tiền luôn đối với Huy. Mâm này cũng vậy, nãy Huy chỉ nói nó mấy cánh thôi đúng không, nói chất liệu xin si thôi. Và anh em nhìn thấy nè, nó rất là nét. Thích Vespa một cái á, là tất cả dồn về một phía hết, để cho mọi người có thể thấy được cái độ đẹp của nó, từ cây phuộc, từ con heo, từ cái đĩa đó. Và giá của cái mâm này nha, Huy không rõ là bao nhiêu, nhưng mà nếu mà bây giờ á, mua cũ lại á, đối cái mâm này á, thì nó cũng đã giá đâu đó tầm khoảng 4 triệu đồng một cặp mâm rồi. Chất lượng nhôm rất là đẹp luôn, không có chỗ nào để chê được á. Và chủ xe á, phối á, nhìn rất là hợp lý. Có nghĩa là phía trên á, chỉ sử dụng cái tông màu là đen trắng thôi, nhưng mà đen nhiều hơn trắng, để làm ở trên chìm, ở dưới thì quất hết những cái chi tiết nổi vào, cho nó có điểm nhấn chìm và nổi. Đó, ranh giới ở giữa rất là đẹp. Như nãy Huy có chia sẻ anh em á, phía sau á, cũng sử dụng phuộc Olin nè. Nhưng mà nếu mà Huy á nha, nếu mà muốn cho có cách chơi độc lạ hơn chiếc xe này á, tại vì đằng trước á, chủ xe cái dè cũng đã hy sinh rồi, thì thôi phía sau này á, lỡ rồi hy sinh luôn đi. Khoét cái khúc này cho đi lên xíu anh em, đó, cho thấy được hết cái phần mà hành trình phuộc. Bởi vì ở đây nè, gắn phuộc Olin nhưng mà bị che hết rồi, chỉ thấy được cái chân phuộc thôi, thấy không? Với lại cái bình dầu có một miếng này nè, không thấy được hết. Nhưng mà nói đi phải nói lại, cái dàn áo của chiếc Vespa này bị thốn nha anh em. Nó không phải là bằng nhựa như dàn áo xe phổ thông mình đâu. Nè, thấy chưa, kim loại. Cho nên khoét một cái chừng mua lại là cũng tiền không á. Đó, nói chơi thôi, đừng có anh em nào làm thiệt nha. Rồi mốt đổ thừa quay đi. Ở đây thì cũng chụp một cái chân của Olin rồi, chân xin si, chạy chữ Olin. Và con heo sau, trước thì sử dụng con heo 4 bít Bilet, thì phía sau cũng 2 bít Bilet. Và con heo này thì giờ giá nó cũng đâu đó tầm khoảng 11-12 triệu một con đó. Đây anh em đang thấy. Và cái đĩa sau thì sử dụng đĩa đến từ thương hiệu Redkin. Anh em mà nhìn không kỹ có tưởng Gaffer nha. Nó là mẫu đĩa Redkin dành cho Vespa. Và dây dầu thì cũng là dây heo và bấm đầu ơ. Và Nguy chắc chắn luôn, cái sợi dây dầu này nó sẽ không dưới 2 triệu đâu. Bởi vì có cái đầu ngắt và có dây dầu. Mà anh em nghĩ đi, cái Vespa này á, nó rất là tốn dây dầu, kéo dây từ đây lên tới phía trước nó xa lắm anh em, vài cây số luôn đó, cho nên là không dưới 2 triệu được. Và mọi chi tiết nhìn nó rất hoàn hảo. Rồi có thêm những cái điểm nhấn nhỏ chiếc xe, giống như là cái cản phía sau nè, cái này gọi là tay dắt cũng được, cái cản cũng được ha. Rồi cái chỗ mà vị trí ba ga phía trước đây đó, thì cái này nó cũng đến từ thương hiệu Genuli. Thì cái combo này nó sẽ không dưới 3 triệu đồng. Đồ Vespa cái gì nó cũng thốn thiệt luôn á. Và cái nổi trội nhất trên chiếc xe này đó chính là cái capo. Capo thì đến từ thương hiệu Acapovic. Và giá của capo này á, nó cũng đã đâu đó khoảng 15 triệu rồi, nếu mà anh em mua mới. Còn bây giờ anh em mua cũ lại á, thì nó cũng khoảng hàng lai, hàng lướt á đó, thì nó sẽ khoảng đâu đó tầm hơn 10 triệu đồng cho một capo. Nổ nghe ấm lắm anh em. Với lại xe này á, cũng đã được làm nồi lại rồi đó, chạy cho nó bốc hơn. Và những cái chi tiết mà mọi người thấy như là gắn dây trợ lực nè, rồi gắn cùm phanh nè, hoặc là làm nồi đó,
thì được thực hiện với lại Sơn. Cái bộ áo này thì được thực hiện bởi anh Hùng Setona, rất nổi tiếng rồi ha. Về Sơn rồi, bây giờ dắt Huy sẽ nổ máy cho anh em nghe thử cái âm thanh của chiếc Vespa này khi mà lên capo Capovit nó sẽ ra sao. Nó rất là ấm anh em. Nó ấm ở mà nước guarantee thôi, nhưng mà khi anh em di chuyển trên phố á, anh em lên vòng tua cao thì nó sẽ có cái độ la xíu, độ hét ghen ghen vậy đó, nghe cho nó phấn khích đó. Cái miệng là carbon fiber nha anh em. Đu ở đây Quy còn thấy thêm cái chỗ mà che két nè, còn có thêm châm chấm che của Dodimon, nhưng mà cái này xịn hơn, cái này là châm chấm CNC rồi đó. Khi mình chạy thì nó sẽ xoay, nhìn cho nó bắt mắt thôi, đẹp. Không mà chiếc này vẫn ấm thì anh em, nó vẫn ấm kinh khủng. Và theo chủ xe chia sẻ thì sau khi làm lại bộ nồi á thì nó bốc cực kỳ, bốc lắm. Còn đối với anh em thì thế nào, thấy cái bản độ này ra sao? Và Huy bảo đảm anh em luôn, dọn mấy chiếc xe tay ga giống như SH nè hoặc là Vespa này nè, nhìn có nghĩa là mình cảm giác mình á nhìn nó chững chạc và có cái gì đó khiến cho những phụ nữ á, nó cũng giống như là một cái nước hoa vậy á, khiến cho những phụ nữ mê hơn. Những bạn nữ á, thích lắm, cực kỳ thích luôn Vespa với SH đó. Thì anh em nào mà chưa có người yêu đang sở hữu mấy chiếc xe côn tay độ tới rồi thì cứ mua một chiếc xe tay ga như Vespa SH mà độ ha, bảo đảm là chưa có người yêu sẽ thành auto có chắc chắn, anh em hứa điều đó luôn. Không có thì do anh em ế thôi chứ không phải do tại Huy. Và trên bản độ này anh em thấy chỗ nào mà nó gọi là chưa có khiến anh em phê và chưa thật sự là đạt cái đỉnh thẩm mỹ cao như anh em mong đợi thì anh em cứ góp ý với chủ xe bằng việc là bình luận phía bên dưới, và chủ xe cũng như Huy sẽ đọc những cái comment đó để có thể đưa ra những cái giải pháp để cho vơ tới thì nó sẽ hoàn thiện hơn đó, nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và anh em có thắc mắc gì, quan tâm gì về chiếc Vespa độ này, muốn Huy tư vấn thêm hoặc là muốn bạn chủ xe tư vấn thêm thì cũng bình luận phía bên dưới đi, thì Huy sẽ cố gắng rep những cái bình luận đó. Và một lần nữa xin cảm ơn anh em đã quan tâm video clip này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.